Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ SCB khiến lòng tin vào hệ thống ngân hàng bị lung lay. Ngày 19 tháng 4, AFI Tiếng Việt có bài phỏng vấn chuyên gia tài chính ngân hàng Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu về việc ngân hàng nhà nước bơm 24 tỷ đô la cho SCB. Bài viết có tựa đề Bơm 24 tỷ đô la cứu SCB, Việt Nam muốn tránh sự đổ vỡ có hệ thống. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận xét, Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ muốn bất cứ ngân hàng nào sụp đổ Cách đây 9 năm, ba ngân hàng đã ở bờ vực phá sản, gồm Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng Đại Dương và VP Bank. Lúc đó, ngân hàng nhà nước đã mua lại ba ngân hàng trên với giá không đồng thay vì để họ phá sản. OCB trong thời gian qua đã đi vào tình trạng phá sản kỹ thuật rồi, nhưng mà chính phủ và ngân hàng nhà nước chưa bao giờ tỏ ý định để cho ngân hàng này phá sản. Vì vậy, họ đã đưa OCB vào diện kiểm soát đặc biệt, nghĩa là Ngân hàng nhà nước nắm toàn quyền kiểm soát SCB. Và đây là hình bài phỏng vấn trên AFA. Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, việc chính phủ đổ vào 24 tỷ đô la để ngân hàng SCB tồn tại là để ngân hàng này trả tiền cho khách hàng đến rút tiền. Bởi vào tháng 10 năm 2022, tổng dư nợ tiền gửi SCB lên đến 674.000 tỷ đồng, tương đương với 30 tỷ đô la, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 6 tỷ. Nếu không có sự trợ giúp của chính phủ thì SCB đã bị cạn tiền từ lâu rồi và sẽ tạo ra sự đổ vỡ tức thì cho SCB. Một khi SCB bị đổ vỡ thì nó tạo ra hiệu ứng dây chuyền cho cả hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đó là điều mà ngân hàng nhà nước và chính phủ rất lo lắng và phải tìm mọi cách để tránh sự đổ vỡ có hệ thống. Không những là ngành ngân hàng có thể đổ vỡ mà cả nền kinh tế có thể cũng bị ảnh hưởng, tạo ra cú sốc trong xã hội Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đánh giá việc chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho SCB không đến nỗi làm ngân sách quốc gia bị cạn kiệt. Tại vì ngân hàng nhà nước Việt Nam có thể in tiền ra. Họ có thể in tiền giấy hoặc phát hành tiền điện tử để có tiền chi trả cho SCB. Thế nhưng tiến sĩ cho rằng chính phủ phải có cách giải quyết và hình như các cách giải quyết đó là như sau. Luật tổ chức tín dụng đã được sửa đổi và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó có một chương về chuyển giao bắt buộc. Những ngân hàng yếu kém không thể phục hồi sẽ chuyển giao bắt buộc cho một trong những ngân hàng thương mại Việt Nam để tránh sự đổ vỡ. Và đây là hình người gửi tiền kéo đến ngân hàng OCB để rút tiền sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Tuy nhiên, vẫn theo tiến sĩ, giải pháp này rất khó thực hiện bởi ngân hàng mẹ mua lại nhưng không hợp nhất với ngân hàng con. Như vậy, nó đi ngược lại chuẩn mực quốc tế về kế toán và cũng đi ngược chuẩn mực kế toán của Việt Nam. Thế thì tiến sĩ cho biết chỉ có hai con đường, hoặc là chuyển giao bắt buộc, hoặc là phá sản. Mà phá sản thì ngân hàng nhà nước không muốn. Chuyển giao bắt buộc thì có vấn đề. Thành ra, chuyện này đang đi vào ngõ bí, chứ không phải là đường cục. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định, hãy để cho SCB phá sản, dĩ nhiên là thiệt hại là vô cùng lớn. Nhưng cái lợi của phá sản là mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Tất cả tài sản của ngân hàng sẽ được thanh lý và chi trả cho các chủ nợ. Trong đó có người gửi tiền, có tiền thuế của chính phủ, có các chủ nợ của ngân hàng. Việc hình ảnh nền kinh tế ổn định trong mắt các nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng. Tiến sĩ cho hay, đó là điều không tránh được. Tất cả sự việc này đã và đang làm lung lay lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chúng ta chờ xem chính phủ sẽ giải quyết SCB như thế nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ SCB khiến lòng tin vào hệ thống ngân hàng bị lung lay. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dự luật Awanda tái khởi động, người Việt nhập cư lậu vào Anh sẽ bị đưa sang châu Phi. Ngày 17 tháng 4, BBC tiếng Việt nêu vấn đề người Việt nhập cư lậu vào Anh sẽ bị đưa đến Awanda ở châu Phi. Theo đó, chính phủ Anh đang nỗ lực thông qua dự luật Awanda để đưa người nhập cư trái phép sang Awanda, một quốc gia ở Trung Phi. BBC cho biết nỗ lực này đang được tái khởi động sau khi con số người tị nạn vượt biển vào Anh tăng đột biến trong 3 tháng đầu năm 2024. Trong đó, người Việt chiếm số lượng đông nhất bất kỳ ai vào Vương quốc Anh bất hợp pháp sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 đều có thể bị đưa đến Awanda, không giới hạn số lượng. BBC đặt câu hỏi, di dân bất hợp pháp, người Việt và các nước khác có thật sự đối diện nguy cơ bị đưa đến Awanda hay không và khi nào? Và đây là hình bài trên BBC. Chính phủ Anh đã thảo ra một thỏa thuận 5 năm với Awanda, một quốc gia nhỏ không giáp biển ở khu vực Trung Phi, cách Vương quốc Anh 6.500 km theo đó, người tị nạn trái phép vào Anh sẽ được đưa đến Awanda và Anh sẽ trả các khoản tiền lớn cho quốc gia châu Phi. Nếu được duyệt, họ có thể được cấp quy chế tị nạn và được phép ở lại Awanda. Nếu không, họ có thể nộp đơn xin định cư ở Awanda với lý do khác hoặc xin tị nạn ở một nước thứ ba an toàn khác. Không một người xin tị nạn nào có thể nộp đơn xin quay trở lại vương quốc Anh. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết chưa có di dân nào đến Awanda chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành vào tháng 6 năm 2022, nhưng đã bị hủy vì những vấn đề pháp lý. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nhiều lần cho biết các chuyến bay sẽ cất cánh vào mùa xuân năm nay, vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể. Mặt khác, BBC cho hay tháng 11 năm 2023, Tòa án tối cao Vương quốc Anh đã ra phán quyết rằng kế hoạch Awanda là bất hợp pháp. Tòa lập luận rằng kế hoạch này có thể đặt những người thực sự cần muốn tị nạn và nguy cơ bị trục xuất về nước, nơi họ có thể phải đối mặt với sự bức hại. Điều này vi phạm công ước châu Âu về nhân quyền mà Vương quốc Anh đã ký kết. Thêm vào đó, BBC tiếp tục cho biết, phán quyết cũng viện dẫn những lo ngại về hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Awanda và cách đối xử của nước này đối với người tị nạn. Và đây là hình chuyến bay đưa người tị nạn từ Anh sang Awanda vào tháng 6 năm 2022, đã bị hủy bỏ. Các thẩm phán cho biết, vào năm 2021, chính phủ Anh đã chỉ trích Awanda về các vụ giết người phi pháp, tử vong khi bị giam giữ, cưỡng bức mất tích và tra tấn. Các thẩm phán cũng nhấn mạnh một sự việc xảy ra vào năm 2018, khi cảnh sát Awanda nổ súng vào những người tị nạn biểu tình. Theo BBC, sau phán quyết của tòa án tối cao, chính phủ Anh đã đưa ra một dự luật nhằm nêu rõ trong luật pháp Anh rằng Awanda là một quốc gia an toàn dự luật Awanda phải được cả hai viện quốc hội thông qua, yêu cầu các tòa án bỏ qua các phần quan trọng của đạo luật nhân quyền, một bước đi nhằm tránh né phán quyết của tòa án tối cao. Dự luật này cũng buộc các tòa án phải bỏ qua các luật khác của Anh hoặc các quy tắc quốc tế, chẳng hạn công ước về người tị nạn quốc tế, vốn cản trở việc trục xuất tới Awanda. Vẫn theo BBC, một số nghị sĩ chỉ trích dự luật này cho rằng nó vi phạm luật pháp quốc tế, những người khác lại cho rằng nó chưa đủ răng đe. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào ngày 17 tháng 1, bất chấp sự phản đối của một số nghị sĩ đảng bảo thủ. Các tổ chức từ thiện hỗ trợ người sinh tị nạn có kế hoạch khởi động các vụ kiện chống lại kế hoạch của chính phủ càng nhanh càng tốt. BBC dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverley cho biết, Hiệp ước di cư giữa Anh và Awanda đảm bảo rằng bất kỳ ai được đưa đến Awanda đều sẽ có nguy cơ bị trả về quê hương. Hiệp ước nêu rõ một ủy ban giám sát độc lập mới sẽ đảm bảo Awanda tuân thủ các nghĩa vụ của mình và các thẩm phán Anh sẽ được đưa vào quy trình kháng cáo mới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dự luật Awanda tái khởi động, người Việt nhập cư lậu vào Anh sẽ bị đưa sang châu Phi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới